Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với một video đặc biệt nơi chúng ta sẽ cùng khám phá Campuchia, đất nước không chỉ nổi tiếng với Angkor Wat mà còn với những sự thật lạ lùng đến mức không ai tin nổi. Hãy chuẩn bị cười nghiêng ngả khi chúng ta cùng điểm qua top 10 sự thật kỳ lạ ở Campuchia. Và nhớ, bạn không nên xem video này khi đang ăn hay uống nhé, vì nguy cơ phun hết ra là rất cao. Ngôi đền biến hình theo mùa. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với ngôi đền Srei Mau, nằm sâu trong khu rừng Pre Viher, một trong những khu vực hẻo lánh nhất của Campuchia. Điều đặc biệt của ngôi đền này là khả năng biến hình theo mùa. Vào mùa khô, khi cây cối xung quanh rụng lá, ngôi đền hiện ra như một con voi khổng lồ đang nằm nghỉ, với những tảng đá to tròn giống như đôi chân và thân voi. Nhưng điều kỳ lạ nhất là khi mùa mưa đến, cả ngôi đền như biến đổi, với những mảng rêu xanh phủ kín và hình dạng của nó chuyển thành một con rồng uốn lượn, đầu rồng hướng lên trời như đang chuẩn bị bay lên. Người dân địa phương tin rằng đây là dấu hiệu của các vị thần bảo vệ và họ thường tổ chức lễ hội vào thời điểm đền bắt đầu biến hình để tạ ơn các vị thần. Các học giả và nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về đây để tìm hiểu, nhưng sau nhiều năm nghiên cứu, họ chỉ có thể kết luận có lẽ là do sự thay đổi của ánh sáng và bóng râm, nhưng chúng tôi vẫn không chắc. Liệu bạn có muốn tự mình khám phá ngôi đền kỳ lạ này không? Ngôi làng không có giấc ngủ. Tiếp theo, chúng ta hãy ghé thăm làng Koh Mây, nằm trên đảo Koh Kong. Đây là nơi cư ngụ của khoảng 200 người dân không bao giờ ngủ. Nghe có vẻ khó tin, nhưng từ trẻ con đến người già, không ai ở đây biết cảm giác mệt mỏi hay buồn ngủ. Nguyên nhân của hiện tượng này vẫn là một bí ẩn, dù các nhà khoa học từ Đại học Phnom Penh đã nhiều lần tiến hành nghiên cứu. Cụ Nhin Sophep, năm nay đã 102 tuổi, chia sẻ, tôi chưa bao giờ biết ngủ là gì. Cả đời tôi chỉ biết làm việc, chơi đùa và trò chuyện mà chẳng cần nghỉ ngơi. Một lý thuyết cho rằng nước uống ở làng Koh Mây có chứa một loại khoáng chất đặc biệt giúp kích thích não bộ, khiến người dân không cần ngủ để tái tạo năng lượng. Nhưng một số người khác lại cho rằng đây là do phép thuật cổ xưa được yểm vào làng từ hàng trăm năm trước. Ông trùm du lịch Chi Sô Khôm thậm chí đã mở một tour du lịch đặc biệt, nơi du khách có thể trải nghiệm cảm giác sống không ngủ trong vài ngày. Chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm độc đáo, phải không? Ngôi làng bay trên không. Hãy tiếp tục hành trình đến với làng Tia Bangat ở tỉnh Ratanakiri. Đây là một trong những ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới, nơi cả ngôi làng bay lơ lửng trên không trung. Làng Tia Bangat được xây dựng trên một khu đất cao, nhưng điều kỳ lạ là từ một thời điểm không rõ ràng trong lịch sử, ngôi làng bắt đầu nổi lên khỏi mặt đất và lơ lửng ở độ cao khoảng 2 mét. Người dân nơi đây nói rằng vị pháp sư quyền lực Nikta, sống cách đây hơn 500 năm, đã thực hiện phép thuật để bảo vệ ngôi làng khỏi lũ lụt. Ông Soka, trưởng làng hiện tại, tự hào kể, làng tôi không cần cầu, cũng chẳng sợ lũ. Chúng tôi chỉ việc bay lên thôi. Ngày nay, du khách từ khắp nơi đổ về đây để chiêm ngưỡng ngôi làng kỳ diệu này. Thậm chí có những người dám bước chân vào làng và cảm nhận cảm giác không trọng lượng. Một nhóm nhà khoa học đã từng đến đây với hy vọng giải thích hiện tượng này, nhưng sau khi đặt chân vào làng, họ chỉ còn biết nhìn nhau và bỏ cuộc. Liệu bạn có đủ can đảm để trải nghiệm cảm giác bay lơ lửng giữa trời không? Hồ nước biết ca hát. Một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ khác đang chờ đón bạn tại hồ Ta Prom, nằm gần khu di tích Angkor Wat. Đây không chỉ là một hồ nước đẹp với làn nước trong xanh như ngọc, mà còn nổi tiếng với khả năng ca hát. Vào lúc bình minh, khi mặt trời vừa ló dạng, hồ nước bắt đầu phát ra những giai điệu nhẹ nhàng, du dương như tiếng nhạc từ thiên đường. Theo cụ bà Chumnari, người đã sống ở khu vực này suốt 80 năm, những tiếng hát này chính là âm thanh của các linh hồn cổ xưa. Chắc là mấy con cá nó hát đấy. Tôi nghe thấy từ khi còn nhỏ mà, bà cười nói. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và cho rằng đây là hiện tượng âm thanh cộng hưởng đặc biệt, phát ra do sự rung động của nước và những tảng đá nằm dưới đáy hồ. Nhưng bất kể lý do thực sự là gì, âm thanh từ hồ Ta Prom đã thu hút không ít người tò mò đến để lắng nghe và tận hưởng. Có thể bạn sẽ được thưởng thức một bản giao hưởng thiên nhiên có 102. Ngôi đền thay đổi màu sắc theo tâm trạng. Ngôi đền Pre Norei nằm ở Siem Reap là một địa điểm linh thiêng với một khả năng kỳ lạ. Nó có thể thay đổi màu sắc theo tâm trạng của người đến thăm. Nếu bạn bước vào đền với tâm trạng vui vẻ, đền sẽ rực rỡ sắc vàng. Nếu bạn đang buồn, đền sẽ chuyển sang màu xanh lam dịu mát. Còn nếu bạn đang tức giận, đền sẽ đỏ rực như một ngọn lửa. Câu chuyện về ngôi đền này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Người ta kể rằng, cách đây khoảng 300 năm, một vị sư trụ trì đã cầu xin các vị thần ban cho ngôi đền khả năng cảm nhận được nỗi lòng của mọi người để giúp họ tìm lại bình an trong tâm hồn. Kể từ đó, ngôi đền đã trở thành một thầy bói về cảm xúc cho bất kỳ ai đến thăm. Anh Chan Zara, một du khách đến từ Phnom Penh, kể lại trải nghiệm của mình. Tôi đến đền sau khi vừa cãi nhau với bạn gái, đền chuyển màu đỏ chót. Bạn gái tôi đến sau, đang khóc, đền chuyển xanh lơ. Khi chúng tôi làm hòa, đền lại vàng ươm. Đền này đúng là thần tình yêu rồi. Đền Pre Norei đã thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm. Tất cả đều đến để kiểm tra tâm trạng của mình và tìm kiếm sự an ủi. Ngôi chùa nổi trên mặt nước. Wat Kano, một ngôi chùa nổi tiếng nằm ở tỉnh Persat, không chỉ gây ấn tượng với kiến trúc độc đáo mà còn bởi khả năng nổi trên mặt nước. Mỗi khi có ai đó bước vào chùa, ngôi chùa sẽ từ từ nổi lên, nhẹ nhàng trôi giạt trên mặt nước như một chiếc bè lớn. Điều này đã gây ngạc nhiên cho không ít người, đặc biệt là các kỹ sư xây dựng.
Những người đã đến kiểm tra và không thể tìm ra bất kỳ hệ thống phao ngầm hay thiết bị nào có thể khiến ngôi chùa nặng hàng trăm tấn này nổi lên được. Ông sư trụ trì Chatjara giải thích, chùa tôi không cần phao, chỉ cần lòng thành. Người dân địa phương tin rằng ngôi chùa được các vị thần bảo hộ và việc nổi lên trên mặt nước là một biểu hiện của sự thanh tịnh và siêu thoát. Nhiều du khách đã đến tham Wat Kano để trải nghiệm cảm giác đi trên mặt nước mà không cần phải lội bùn. Thị trấn không có tiếng vọng. Thị trấn Serey Saphuan ở tỉnh Bentia Minchi nổi tiếng vì không có tiếng vọng. Dù bạn hét to đến đâu, cũng sẽ không có âm thanh nào phản hồi lại. Điều này đã khiến các nhà khoa học đau đầu suốt nhiều năm, nhưng vẫn chưa ai giải thích được tại sao. Cư dân địa phương tin rằng vùng đất này đã bị yểm bùa từ thời kỳ chiến tranh để đảm bảo không một âm thanh nào có thể lọt ra ngoài và làm lộ bí mật quân sự. Ông Chimoni, một người dân lâu năm ở đây, kể lại, ngày trước tôi thử hét gọi tên mình, nhưng chẳng nghe thấy gì. Tôi cứ tưởng mình mất giọng. Nhiều du khách tò mò đã đến đây để thử nghiệm và họ đã thực sự ngạc nhiên khi nhận ra rằng thị trấn này hoàn toàn yên tĩnh, không hề có tiếng vọng lại. Có lẽ đây là nơi lý tưởng để bạn thử khả năng ca hát mà không lo ai phàn nàn. Bức tường khổng lồ biết di chuyển. Bức tường khổng lồ ở làng Svayriang, tỉnh Svayriang là một trong những bí ẩn lớn nhất Campuchia. Mỗi sáng sớm, bức tường này lại tự di chuyển, thay đổi vị trí mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ con người. Ông Sốc San, một trong những người dân lâu năm ở đây, kể lại, mỗi sáng dậy, tôi lại thấy bức tường ở chỗ khác. Hôm qua nó chắn cửa nhà tôi, hôm nay thì lại chắn cửa nhà hàng xóm. Bức tường này nặng hàng trăm tấn, nhưng vẫn di chuyển nhẹ nhàng như đang tản bộ trong làng. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây là kết quả của một hiện tượng địa chất hiếm gặp, nhưng những người khác lại tin rằng bức tường có linh hồn và tự mình di chuyển để tránh làm phiền người dân. Dù lý do thực sự là gì, bức tường này đã trở thành một điểm thu hút du khách, những người muốn chứng kiến tận mắt hiện tượng kỳ lạ này. Ngôi làng luôn sáng như ban ngày. Ngôi làng Prek Pinop nằm gần thủ đô Phnom Penh, là nơi duy nhất trên thế giới mà bầu trời luôn sáng rực rỡ bất kể ngày hay đêm. Dân làng không cần đèn, không cần điện, vì bầu trời trên làng luôn phát ra ánh sáng mạnh mẽ như ban ngày. Ông Sốc Phan, một cư dân ở đây, chia sẻ, chúng tôi chẳng bao giờ lo mất điện vì trời luôn sáng. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của các nhà khí tượng học và nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới, nhưng họ không thể tìm ra nguyên nhân tự nhiên nào giải thích được. Một số người cho rằng ngôi làng được che chở bởi một nguồn sáng thần bí, còn những người khác thì tin rằng đây là một phép thuật cổ xưa được yểm vào làng từ thời kỳ Angkor. Bất kể lý do thực sự là gì, ngôi làng này đã trở thành một điểm du lịch kỳ lạ, nơi du khách có thể trải nghiệm cảm giác sống dưới ánh sáng không bao giờ tắt. Ngôi đền mọc lại sau khi bị phá hủy. Cuối cùng, chúng ta đến với ngôi đền Ta Prom ở tỉnh Takeo, nơi mà mỗi lần bị phá hủy, ngôi đền lại tự mọc lại vào sáng hôm sau, y như cũ. Câu chuyện bắt đầu từ khoảng 300 năm trước, khi một vị vua muốn xây dựng một ngôi đền mới trên nền đất của đền Ta Prom. Ông đã ra lệnh phá hủy ngôi đền cũ, nhưng sáng hôm sau, ngôi đền lại xuất hiện như chưa từng bị phá hủy. Vua đã thử phá hủy ngôi đền nhiều lần, nhưng mỗi lần ngôi đền lại mọc lại ngay trong đêm. Cuối cùng, ông buộc phải từ bỏ kế hoạch xây dựng đền mới và giữ nguyên đền Ta Prom. Kể từ đó, ngôi đền trở thành biểu tượng của sự bất diệt và lòng thành kính đối với các vị thần. Du khách đến đây thường mang theo những vật phẩm nhỏ để cúng dường, hy vọng rằng ngôi đền sẽ tiếp tục bảo vệ họ khỏi mọi khó khăn và tai ương. Vậy là chúng ta đã khám phá xong top 10 sự thật kỳ lạ ở Campuchia. Hy vọng rằng bạn đã có những phút giây giải trí thú vị và bất ngờ với những câu chuyện kỳ lạ này. Nếu bạn thích video, hãy nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn trong những cuộc phiêu lưu kỳ lạ tiếp theo.